hôm nay là chủ nhật, mình quay video cho các bạn coi nè. Gần tới sắp thi rồi, các bạn học bài chưa? Không ra mình đọc comment ở dưới mấy tấm ảnh trong tab cộng đồng, mình thấy mấy bạn kêu mình hướng dẫn nấu ăn đi. Với lại hôm gà cũng 2 tuần nay cũng chẳng có ra cái video nấu ăn nào hết. Vì vậy là trong video này mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách chế biến của một món ăn bây giờ ở thị trường rất là phổ biến và với tuổi của các bạn cũng rất là yêu thích. Đó chính là món cá lóc nướng chui. Đúng rồi, cá lóc nướng chui. Thiệt là tầm bậy. Cái món nó dành cho mấy ông hay nhậu không ăn thôi. Còn mình là với tuổi lứa trẻ, con nít nên mình phải ăn món gà KFC. Ở trong này có bao nhiêu thành viên để ứng với bao nhiêu cái đùi gà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 với anh nữa là 10. Tổng cộng 10 cái đùi gà nha các bạn. Giờ bông anh đi mua sữa nha các bạn. Hai bịch sữa tôi không được. Nè con. Cái bao nhiêu vậy? Đây mình đã đi mua mấy cái đùi gà và những cái gia vị để chuẩn bị làm cái món gà KFC này các bạn. Rồi, mở số 2. Cái đùi gà bự nè, chúc may mắn đùi gà này cho. Đúng rồi. Để bỏ chiên sầu quá anh Vinh. Bỏ chiên sầu. Bỏ mì nữa nè anh Vinh. Rồi được rồi. Thôi giờ team của mình sẽ hướng dẫn từng bước để cho bất cứ bạn nhỏ nào cũng có thể tự làm cái món gà KFC tại nhà được hết. Bạn tự làm được mà còn ăn ngon nữa. Bởi vì anh Vinh là vua đầu bếp mà. Không mang bao tay vào, ăn vào đau bụng ha. Tiêu chảy ráng chịu nha. Gà còn mới luôn, nóng hổi vừa thổi vừa ngửi. Cái da gà này ở đây chứa rất là nhiều lượng mỡ, các bạn ăn vào sẽ tích đường ở trong cơ thể, từ đó dẫn tới việc các bạn rất là dễ béo phì, bụng bự. Và điển hình anh này, các bạn có nhớ cái bụng của anh Đại hay không? Đại chính là cái ví dụ điển hình nhất cho cái việc ăn nhiều chất béo. Cơ thể người ta là 6 múi lực lượng, còn ảnh là 6 múi dồn một. Thôi kệ, ai không ăn mình ăn các bạn ơi. Anh cứ lựa cho em cái đùi gà nào nhiều da nhất đi. Chúng ta phải lấy những cái cây tăm hay là cây dao để chích vào cái đùi gà. Hả? Sao không ướp rồi ăn luôn đi, đó chích đùi làm gì nữa? Hả? Chích đùi, chùi đít, mà chùi đít là chích đùi. Đó, các bạn chích đùi cho nó bấy đùi hết. Để chúng ta ướp sữa nó có thể thấm vào thật là sâu vào tận xương cốt. Đây, chế vào cho anh hết bịch sữa không đường nó đi. Đúng rồi, có chừng chảy sữa ra ngoài. Ướp sữa là phải sữa không đường nha các bạn. Các bạn mà ướp sữa không đường trái cây các bạn ăn là không có được. Tiếp theo là sẽ hướng dẫn các bạn làm nước lăn bột KFC. Đó, đầu tiên là phải có sữa không đường nha các bạn. Ôi thôi chết, mà sữa này hơi nhiều rồi các bạn ơi. Hơi nhiều ha, đây em muốn bớt cho. Rồi, mập và cho mày mập thêm. Chế 4 cái trứng hộp gà đập để vào. Coi chừng văng vỏ trứng trọng á. 2 trứng rồi. Cô gái đây đặt trứng gà cho ngầu hả mày, nhìn tao nè. 200ml sữa thì ứng với 200g bột mì, 4 cái trứng hộp gà. Các bạn phải chia liều lượng cho đủ nghe, không thôi không có ngon đó. Rồi 200g, khoảng 200g rồi đó. Tương đối thôi, rồi ok rồi. Quậy lên, khuấy đều lên. Tiếp theo không thể thiếu bột chiên giòn ha. Xé bột chiên giòn này ra đổ vào. Quên che cái thương hiệu lại. Để em thôi, đây nó nói mình quảng cáo. Chính là bột chiên giòn KFC. Bên kia lên trứng xong chưa vậy? Sắp xong rồi. Mấy khuấy hồi mỏi tay quá à, Phương vô khuấy tiếp rồi. Ở ngoài này mình cũng đã chuẩn bị sẵn nửa ký mực rồi nè các bạn. Đây, hai con thôi mà nửa ký mực ướp đá sớm tới giờ luôn. Bên trong nó dơ, bởi vì phải rửa cho thiệt là sạch nha các bạn. Cái này bóp ra là mực không đó. Cái này là cái thứ mực của con mực hả trời? Mày không tin thì mày bóp thử đi. Mai mốt các bạn đừng có ngu giống mình, bóp cái thứ mực ra nha. Bước tiếp theo em dự đoán là luộc gà chói chín xong rồi mới chiên phải không? Đây là cái nồi hấp nè các bạn. Đùi nào đùi đấy, bự khứ già. Để vào đây, hai đùi. Hai đùi. Trong thời gian hấp đùi gà, anh Tony sẽ hướng dẫn các bạn làm gia vị nha. Ê, tôi đang dầm tiêu mà mấy người đã ăn xài kỳ vậy. Mày dầm tiêu xong cho mày lại đây ăn. Ơi ơi, còn xài không? Nè, ăn đi, ăn dễ đi. Có khói kìa, anh Vinh chín rồi đó. Đổ ra. Wow,
không những là KFC thịt gà thôi đâu mà mình còn KFC luôn con mực đó. Mà giờ mực á mình cũng phải luộc trước nha các bạn. Công nhận em Vinh Sang thiệt, em thèm mực nửa năm nay đó mà chưa có ăn nữa. Hấp luôn nha. KFC trước khi mà mình chiên thì mình phải đều hấp chín hết nha các bạn. Đợi lại. Xong. Đợi khoảng 5 phút nữa. Vậy hiện tại bọn mình hoàn thành được 80% quá trình rồi đó các bạn. 5 minutes later. Chín rồi các bạn ơi. Đó, gấp để qua. Rồi. Gấp luôn cái con ghẹ để qua đây đi. Hả? Ghẹ KFC cũng được nữa hả? Trên đời này thì cái gì ta cũng có thể chiên KFC. Vậy cái con này anh chiên KFC luôn được không? Hạt nêm từ thịt cà no gãi vào, bạn thấy chưa? Dĩ nhiên là không thể thiếu tiêu nha các bạn. Tiêu đã được bạn Đại đâm nhuyễn như ra như là bụi rồi. Gãi vào. Ủa có ướp ớt không cho cay cay tí? Nếu mà nhà của các bạn có ớt thì bạn ướp, còn nếu mà chúng ta không có ớt thì chúng ta có thể thay sa tế hoặc bằng tương ớt. Chế vào. Nhớ là phải mang bao tay cho nó vệ sinh an toàn thực phẩm nha các bạn. Bạn quên là tiêu luôn. Chế từ từ để anh coi cho nó ngập dầu luôn. Chế một cái chai nè. Ý da chơi cái hết 2/3 chai dầu luôn à. Một hồi nữa mẹ anh vô ba chửi anh chết. Dầu sôi một bột rồi anh chỉ mấy bạn cách lăn bột đi. Đầu tiên lấy cái đùi gà nhúng nó vào đây. Nhúng nó một lớp chờ. Tiếp theo lăn qua bột bên này. Đây là bột mì nha các bạn phải để ý nha. Tiếp theo chúng ta sẽ lăn nó qua bơm bột chiên giòn. Đó, bây giờ mình sẽ thả cái này vào trong dầu sôi lửa bỏng. Thắng thằng ơi, nó ngon kìa các bạn ơi. Để em ăn cái đùi này cho. Ok, đưa dĩa đây. Đó, trời ơi, nó ngon kìa các bạn ơi. Các bạn chiên đừng để cho nó chín quá nó vàng ăn ung thư. Đó. Nè, Tiên. Cảm ơn Vinh. Bây giờ bước tiếp theo là mấy đứa cưng tự xử đi nha. Ai ăn thì người đó tự làm đây. Nó ngon. Quá trời thơm luôn rồi các bạn ơi. Mấy cái mực á chừng nào mà nó giòn thiệt giòn hãy gấp ra nghe cưng. Dạ. Đó, chở nó lại để hồi nó khác. Các bạn. Bạn đây chính là con ghẹ. Đó, con ghẹ mình cũng KFC nó luôn. Đây là bột chiên xù nè. Bạn thấy không, cái con ghẹ này nè nó rất là tốn bột chiên xù luôn á. Tất cả chín rồi. Lần đầu tiên em mới biết ghẹ chiên KFC luôn á trời. Cắp ghẹ bỏ qua đi. Cắp khéo, chuyện cắp ra. Rồi, ở đây. Quay quần từ 8:30 sáng bây giờ là tới 12:35 buổi trưa thì mới làm xong được tới cái giai đoạn có cái đùi gà để ăn các bạn ạ. Đâu khoe đùi với các bạn cơ mấy đứa. Còn đây chính là cái con ghẹ KFC luôn nha các bạn. Cái con này mình sẽ chia cho hai chị em Á Tiên và bạn Thảo. Mình phải xịt tương ớt vào thì ăn nó mới ngon nha các bạn. Xịt vào cho anh mấy đứa. Xịt một bên thôi. Để ăn chấm ăn nha, nhiều nhiều đi. Rồi, được rồi, được rồi. Rồi, xịt cho mấy đứa luôn đi. Hết luôn rồi các bạn ơi. Sống nhỏ thì... Các bạn để mấy mình chiên này thành màu vàng, còn trên tiệm chiên thành màu cam, cái đó là bị khét. Ăn vô bị ung thư á. Chiên khét rồi nói làm gì, người ta chiên bằng dầu cũ mình ăn chết luôn á. Xong video rồi các bạn mua gà về làm KFC đi, ngon dữ lắm, còn dễ làm nữa. Cuối cùng cũng sạch bát, không còn gì luôn. Cái video nấu ăn mình hướng dẫn cho các bạn, không biết là các bạn tiếp theo còn thèm những cái món nào nữa, các bạn cứ comment
ở phía bên tab cộng đồng sau khi mình đăng một cái video, thì trong vòng khoảng 5 tới 7 tiếng sau mình sẽ up một cái status bên tab cộng đồng đó. Các bạn cứ vào phía dưới đó comment nha. Và hẹn gặp các bạn những video sau. Và chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn là thi đấu quyền cước. Yeah. Em sẽ cưỡi cu da đen lên. Cu da đen, tao sẽ là đối thủ của mày. Mời hai võ sĩ bước vào sân đấu đi. Nếu trong 3 chiêu tao không đánh bại được mày, tao sẽ nghỉ việc đóng phim cho Anthony. Ha, nói được phải làm được nha. Wow. Cháu vào đây phát. Cú nó mau. Tao chi bị ghê vậy? Da đen, mày mạnh lắm. Hay quá da đen rồi. Hả? Tướng da đen ngầu dữ vậy? Hả? Da đen sao anh ngầu dữ vậy? Thiệt con, tao thua. Con gì càng lớn thì càng nhỏ.